Chào các em. Thầy tiếp tục giải cái nick số 3 Winbit của khối lớp 6. Bữa giờ thầy bận quá, nói chung nhiều công việc quá, hôm nay mới sắp xếp được một tí. Thì còn cái nick này để không phí, thôi thầy giải luôn cho các em, biết đâu mình gặp những dạng lạ khó ha. Hình như mấy bài này mình làm hết ở hai nick trước rồi. Rồi, số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Thì các em cứ tìm số nguyên dương nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau đã. Đây là số nguyên dương nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau là 10 này. Thì gắn dấu trừ vô nó lại thành lớn nhất. Cái luật này các em học rồi ha. Và đây là một bài toán về thứ tự giữa các số nguyên. Thì ở trong khóa học V62 thầy cũng có một vấn đề nói riêng về nó. À, thầy cũng đã xuất bản xong cái khóa học V62 rồi các em nhé. Khóa học V62. Các em có hứng thú thì đăng ký để rèn luyện những cái kiến thức thi vòng trường cũng như vòng huyện sắp tới. V62. Bài này thì ta dùng chức năng tìm y ở trong khóa học V61 thầy đã dạy. Thì các em bấm máy tính nhanh thì nó sẽ ra rẹt rẹt thôi ha. Âm 13 trừ y bằng âm 20. Rồi nó bằng 7 ha. Còn nếu em nào chưa học khóa học V61 thì các em giải như bình thường trên lớp, trừ 3 trừ y bằng âm 20. Thì mình đổi đề. Y là số trừ, âm 13 là số bị trừ, âm 20 là hiệu. À, mình làm như tiểu học thôi. Muốn tìm số trừ ta lấy hiệu. À xin lỗi, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu, tức là trừ cho âm 20. Vậy thôi. Vậy y nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng âm 13 trừ cho âm 20. Muốn trừ cho số nào hãy cộng với số đối của số đó. Vậy ta cộng cho 20 thì kết quả là y sẽ bằng 7. Bài này cũng khá là mệt đó. Nếu các em lười mà các em chưa có biết nhân chia rồi đó thì các em cứ bấm máy cho nó chắc. Nhưng mà trong khóa học V62 của thầy, thầy nhắc lại khóa học V62 thầy đã xuất bản xong. Khóa học V62 gồm có 10 bài giảng. Và thầy luyện rất kỹ về cộng trừ nhân chia số nguyên và nhiều dạng toán lạ khác nữa. Thì nếu các em muốn nâng cao kiến thức, muốn nắm chắc những kỹ năng mới ngoài kỹ thuật V61 á thì các em nên đăng ký nha. Bây giờ cái này mình bấm máy luôn. Nếu chưa vẫn 3 nhân cho mở ngoặc, âm 3 đóng ngoặc, mũ 3 trừ 7 nhân cho âm 4. Bốn nhân cho âm 3 âm 2 chứ nhỉ. 4 nhân âm 2 mũ 3 trừ 7 nhân cho âm 4 bằng âm 4 nha. Một số trường chưa học tới phép nhân. Câu 4, âm 28 cộng 7 các em tự giải quyết nha. Còn âm 21, tổng của tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là 2 này cộng 3 này cộng 5 này cộng 7 nè bằng 17. Kết quả phép tính này các em tự tính. 27 nhân 7 nhân 4, 27 nhân 7 nhân 4 cộng cho 25 nhân 35 trừ 27 nhân 35 686. Kiểm tra lại lần nữa, 27 nhân 7 nhân 4 cộng 25
nhân 35 trừ 27 nhân 3 35 686. Bài này thì cái loại toán này mà tìm x mà giờ x là số nguyên chứ không phải là số tự nhiên đâu các em. Chấp nhận số nguyên luôn đó, thì thầy đã giảng rất kỹ trong khóa học V62 các em nha. Tốt nhất là các em không nếu mà sắp xếp được thời gian thì các em nên tham gia. Không chê ha. Tiếp nhận kiến thức của thầy thì các em nên tham gia. Bây giờ thầy có hai mũ x cộng 1 cộng 44 thì bằng 300. Thường thường những bài này mà mình giải theo kỹ thuật V61 á là thường thường máy nó treo cái mà. Những bài này buộc chúng ta phải giải theo, nếu treo á thì mình phải giải theo biến đổi toán học. 2x cộng 1 là các em coi như số hạng chưa biết thôi. Vậy nó sẽ bằng tổng trừ đi số hạng đã biết. Vậy là 2 mũ x cộng 1 là sẽ bằng 256. Rồi giờ các em đưa hai vế hai bên dấu bằng thành hai lũy thừa giống nhau phần cơ số ha. 256 là các em nghĩ coi là bằng hai mũ mấy? Hai mũ mấy? Mò đi. 2 mũ 5 là mới có 32 à. 2 mũ 10 1024 lùi xuống đi. 2 mũ 9 512 lùi xuống nữa. 2 mũ 8 đúng 2 mũ 8 nghe. 2 mũ x cộng 1 bằng 2 mũ 8 thì suy ra hai cái số mũ phải bằng nhau. Như vậy x sẽ bằng 7 kìa. 7 cộng 1 mới bằng 8 mà. Cho A nằm giữa hai điểm M và B, các em cứ vẽ hình ra là biết. Như bài này làm rồi, A nằm giữa M và B. Có chân lộn nữa. Bình thường là M hay nằm giữa A và B học trên lớp đúng không? Ở đây người ta chơi ngẩn, người ta cho A nằm giữa M và B. AB thì bằng 13. Và AM bằng 17. Như vậy là MB là cộng lại các em bằng 30. Bài này, bài này thì các em để ý nè. Giá trị tuyệt đối của x cộng 2 bằng giá trị tuyệt đối của x trừ 2. Thì ta suy ra gì? Ta suy ra x cộng 2 bằng x trừ 2. Hoặc là gì? Đó là trường hợp thứ nhất kem nhé. Trường hợp 1 này là hai cái số đó bằng nhau. Ở trường hợp 2 á là hai số đó là số đối của nhau, tức là bằng trừ của x trừ 2. Cái chỗ này nhiều em không hiểu nè, tôi để thầy giảng lại cho hiểu chỗ này. Nếu thầy có giá trị tuyệt đối của số A bằng giá trị tuyệt đối của số B, số B thì các em sẽ suy ra hai trường hợp. Trường hợp 1 á là A sẽ bằng B. Hai số bằng nhau thì kết quả tính giá trị tuyệt đối bằng nhau thôi. Trường hợp 2 các em sẽ suy ra là A có thể bằng đối của B. Trường hợp 2 là A có thể bằng đối của B. Hai số bằng nhau thì trị đối bằng nhau, mà hai số đối nhau thì trị đối cũng sẽ bằng nhau. Thầy lấy ví dụ như này, giá trị đối của số 5 thì bắt buộc là cũng bằng giá trị đối của số 5 rồi. Như vậy là hai số 5 với 5 bằng nhau, cho nên giá trị tuyệt đối của chúng bằng nhau nè. Nhưng mà 5 trị tuyệt đối, giá trị đối của 5 á cũng bằng giá trị đối của âm 5 các em. Thấy chưa? 5 với lại âm 5 đâu có bằng nhau đâu, nhưng mà kết quả tính giá trị đối vẫn bằng nhau. Đó. Hiểu đơn giản vậy đi. Trường hợp 1, trở lại bài toán này. X cộng 2 mà bằng x trừ 2 thì giá trị đối sẽ bằng nhau. Tới đây các em sẽ thấy vô lý đúng không? Vô lý. Một bên là x bị cộng thêm 2, một bên là x bị trừ đi 2, một bên là x được cộng thêm 2, một bên là x bị trừ đi 2. Thì làm sao mà bằng nhau được? Như vậy cái đó không thể xảy ra đâu. Còn cái tình huống dưới này nè, thì các em dùng chức năng tìm x ở trong khóa học V61 ha, giải cho nhanh. X cộng 2 trừ mở ngoặc bằng trừ mở ngoặc
x trừ cho 2. Cái này thì nhiều em không biết làm bằng tay đâu. X bằng 0. Từ đây các em suy ra x bằng 0. 0 cộng 2 là bằng 2. 0 trừ 2 là bằng âm 2. Rồi trừ của âm 2, tức là đối của âm 2 đó, thì cũng bằng 2, và hai bên bằng nhau, đúng rồi. Tiếp tục, tìm số tự nhiên ABC nhỏ nhất khác không, sao cho ba cái đó bằng nhau. Tìm số tự nhiên ABC nhỏ nhất khác không, sao cho ba cái đó bằng nhau. Bài này thì hơi khó rồi, cho thầy hướng dẫn luôn. 250 a bằng 300 b bằng 400 c. Ba phe đang bằng nhau đúng không? Giờ các em có ba phe đang bằng nhau. Bây giờ thầy sẽ biến đổi ba phe này như sau. 250 và 300 và 400 có ước chung lớn nhất là bao nhiêu các em? Ước chung lớn nhất là 50. Vậy 250 là bằng 50 nhân 5. 5 5 25, đúng rồi. Còn 300 á là 50 nhân 6. 56 30, đúng rồi. 400 là 50 nhân 8. Vậy tới đây các em có gì? Ba cái phe này bằng nhau. Ba cái tích bằng nhau, mà tích nào cũng có thừa số 50 hết. Như vậy suy ra là 5A, cái thừa số còn lại phải bằng nhau nè. Thừa số 5A, thừa số 6B và thừa số 8C sẽ phải bằng nhau ha. 5A bằng 6B bằng 8C. Rồi, bây giờ ba cái phe ban đầu bằng nhau, bây giờ mình dẫn tới một cách đúng đắn là ba cái phe mới này bằng nhau. Giờ tới ba cái phe mới này, các em sẽ tiếp tục như sau. 568, các em tìm cho thầy bội chung nhỏ nhất của 568. Bội chung nhỏ nhất của 568 sẽ là bao nhiêu? Nếu thích thì dùng chức năng ở trong khóa học V số 1 mà tìm, còn không thì phân tích thành nhân tử thôi. Sẽ là bao nhiêu các em? 80 đúng không? 80 chia cho 6 à, không được. Như vậy là phải là 120 à? 120 chia 8 à, được các em. Rồi tìm lại cho chắc đi. Rồi dùng chức năng tìm bội chung nhỏ nhất nè. Đúng luôn. 5 6 8 120 kìa. Bây giờ thầy lấy ba cái phe bằng nhau đó, thầy cùng làm một việc giống nhau là chia cho 120. Bên này cũng chia cho 120. Bên kia cũng vậy, chia cho 120. Bây giờ các em học rút gọn phân số ở lớp lớp 5 rồi đúng không? Giờ mình tập rút gọn phân số 3 này. Năm a là 5 nhân a, còn ở dưới á 120 tức là 5 nhân cho bao nhiêu? 24. Còn 6b là 6 nhân b, 120 có nghĩa là 6 nhân 20. Còn bên này là 8, 120 là 8 nhân 15. Đó. 8 nhân 15 chứ, xin lỗi thầy gõ lộn. 8 nhân 15. 8 nhân 15 là bằng 120. Rồi giờ các em rút gọn tử mẫu kìa. Tử số mẫu số học ở lớp 5 rồi nha. Số 5 này thầy rút gọn đi. Số 5 này thầy rút gọn đi. Rút gọn phân số à. 6 rút gọn. 6 rút gọn. 8 rút gọn. 8 rút gọn. Vậy tới đây các em có một cái điều đúng đắn. Nãy giờ ta cực khổ ta suy ra nè. Từ cái điều đề cho ta suy ra điều này. À, giờ các em nhìn cái điều cuối cùng nha. A chia 24 phải bằng B chia 20 và phải bằng C chia 10 15. Các em hãy tìm cho thầy những số tự nhiên A, B, C càng nhỏ càng tốt, mà lúc A chia cho 24, B chia cho 20, C chia cho 15 thì tạo thành ba kết quả bằng nhau.
thì bắt buộc A phải bằng 24, B phải bằng 20 và C phải bằng 15. 24 chia 24 được 1. Không? 20 chia 20 được 1 và 15 chia 15 bằng 1 thôi. 24, 20, 15. Các em thử lại các em nè. 24 nhân cho 250 là mấy? 24 thử lại cái đầu đề đầu tiên đó, 24 nhân 250 là bằng 6.000. B là 20, 20 nhân 300 cũng bằng 6.000. C là 15, 15 nhân 400, 400C nè cũng bằng 6.000 ha. Vậy thôi, xong bài toán nha. Chúng ta qua bài số 2. Ta qua bài thi số 2. 12 con giáp. Vòng này hơi lạ ha. Ôi trời, con rắn dễ thương không. Ước chung lớn nhất của hai số này thì các em có thể là chọn vài giá trị n thử coi ha. Thì các em thấy ước chung lớn nhất là bằng 1. Đó là m các em. M. Còn nếu đây là một bài toán học sinh giỏi lớp 6 thì các em làm sao? Tôi đố các em luôn. Tôi đố thực sự. Còn nếu mò các em chọn đại n bằng 1, 2, 3, 4 gì đó, các em thế vô là các em tính ra ước chung lớn nhất đều bằng 1 hết. Nhưng mà đó là làm mò. Còn chấm tự luận mà các em làm vậy là thầy cho zero hết. Coi như là làm lụi. Thầy gọi là lụi lụi tiên sinh đó. Còn bây giờ tôi hướng dẫn cách làm bằng tổng quát nè. Bây giờ gọi à, thầy gọi ước chung lớn nhất của 2n cộng 1 và 6n cộng 5 là bằng d. Tất nhiên d phải là số tự nhiên rồi. Tự nhiên dương rồi, đúng không? Rồi d là ước chung lớn nhất. Như vậy ta đang cần tìm thằng d đó. Thì các em suy ra là hai cái số này đều chia hết cho d này. Đó, đều chia hết cho d. Cái này sẽ chia hết cho d, cái này cũng chia hết cho d. Hiểu nổi không các em? Rồi 2n cộng 1 chia hết cho d. 2n cộng 1 là các em coi như một số thôi. Số đó chia hết cho d. Thì giờ thầy đem số đó thầy nhân cho bao nhiêu cũng chia hết cho d đó. Giờ thầy nhân cho 3. Thầy nhân cho 3 cũng sẽ chia hết cho d thôi. Còn cái số bên này thầy giữ nguyên lại. Đó. Giờ các em chú ý tiếp nè. Ở đây thầy dùng tính chất phân phối. 3 nhân cho 2n và cộng cho 3 nhân 1. Thì cái này cũng sẽ chia hết cho d thôi. Cái bên cạnh thầy giữ nguyên ha. Cái này thầy giữ nguyên chờ đợi. Để làm gì là không biết. Thầy cứ đợi vậy đi. Rồi xuống dưới các em coi cái này tính toán xong ra nhiều. 3 nhân 2 nhân n thì thầy lấy 3 nhân 2 là 6 nhân n cộng 3 không? Cộng 3. Ồ có chừng các em. 6n cộng 3 chia hết cho d. Rồi bên kia là gì? 6n cộng 5 chia hết cho d. Rồi tiếp tục. Như vậy là từ cái đề bài cho chúng ta, chúng ta suy ra là 6n cộng 3 chia hết cho d và 6n cộng 5 cũng chia hết cho d. Hai số chia hết cho d thì bây giờ thầy sẽ lấy chúng trừ cho nhau. Thầy lấy 6n cộng 5, số có vẻ lớn hơn đó, trừ cho 6n cộng 3 thì hai số chia hết cho d thì hiệu của chúng cũng sẽ chia hết cho d. Rồi giờ các em coi cái phép trừ này thực ra nó bằng cái gì nha. Tổng 6n cộng 5 trừ cho tổng 6n cộng 3 thì 6n trừ 6n là hết, còn 5 trừ 3 là còn 2. Vậy tới đây các em suy ra là 2 chia hết cho d. 2 chia hết cho d thì thầy đang băn khoăn nè. Tức là d là ước của 2 á.
sẽ d là bằng 1 hay là d bằng 2 đây? Tới đây là câu hỏi đang còn băn khoăn đó. Tới đây thầy vẫn còn đang băn khoăn là ủa d bằng 1 bằng 2 vậy có hai kết quả à. Nhưng mà yên tâm đi các em nhìn vô nè. 2n cộng 1. 2n cộng 1 là một số lẻ. 2 nhân n là số chẵn nè, các em đồng ý với thầy không? N là số tự nhiên nhân 2 tạo thành số chẵn. Cộng 1 là thành số lẻ. Và tương tự 6n cộng 5 cũng là lẻ luôn, nhưng mà chỉ cần cái 2n cộng 1 lẻ thôi. Thì các em đủ suy ra là D sẽ bằng 1 thôi. Đó, bài toán tự luận là phải làm vậy đó các em. Con chuột. Số nguyên tố có một chữ số. 1 2 3 5 7 2 3 5 7 4 số. Trả lời. Con trâu. Cái này hai bên có dấu trừ hết thì què. Bên này trừ bên kia cũng trừ là què. Vậy là 3 mũ x bằng 27. 3 mũ mấy bằng 27? Tự mò đi. Chắc chắn là 3 mũ 3 rồi đúng không? Con gà. Số dư của tích này khi chia cho 3. Bài này lại rơi vào một bài các em có thể làm lụi lụi được đó. Các em lấy đại n 1 đi. 1, 1 cộng 4 là 5. 1 nhân 5 nhân 9 là 45. Như vậy là chia cho 3 là dư 0 à. Dư 0. Thì các em lấy 2 bằng 2 thử. À bài này thầy giải rồi. Bài này thầy giải rất kỹ ở nít số 1, số 2 gì đó. Mà giải bằng phương pháp chuẩn mực luôn chứ không phải là giải bằng phương pháp lụi lụi đâu các em nhé. Các em trở lại nít số 1 hay số 2 gì đó coi thầy giảng. Con chó, the dog. Dog là dog. Bài này thầy cũng giảng rồi. Ở nít số 1, số 2 gì đó. Thầy không nhớ à, thầy lướt sơ lại nha. Trái bằng phải, trái bằng phải, trái bằng phải. Thì thầy cộng 3 thằng trái lại sẽ bằng 3 thằng phải cộng lại à. Cái bài toán này hay gặp lắm. Bài toán này hay gặp. Đây này, trái bằng phải, trái bằng phải, trái bằng phải. Vậy cộng 3 thằng trái lại là gì? A cộng B. Cộng B cộng C. Và cộng C cộng A. Thì nó sẽ bằng 12 cộng 13 cộng cho âm 15. Rồi nhìn cái bên trái này, A cộng B cộng B cộng C cộng C cộng A, tức là 2 lần A, 2 lần B, 2 lần C cộng với nhau, tức là 2 lần tổng của A, B và C. Còn bên này 12 cộng 13 là 25. 25 rồi cộng cho âm 15 thì các em sẽ ra 10. Từ đó các em suy ra A cộng B cộng C sẽ bằng 5. Hình như thầy giải rồi. Đích 1, 2 gì đó. Trở lại coi. Con hổ. Tập hợp những cái loại này ở trong khóa học V62 của thầy giải rất kỹ các em nhé. V62 thầy hướng dẫn kỹ càng dễ hiểu cách giải các dạng toán thường gặp trong đề thi cấp trường cấp huyện sắp tới. Bây giờ bài đó ta có thể giải nhanh như sau. Hình như cũng giải ở nít 1, nít 2 thôi mà thầy không nhớ là giải hay chưa, thôi cứ giải không thừa. Ta có hai trường hợp. Trường hợp 1 là cái số x cộng 2 là bằng 10. Trường hợp 2 là cái số x cộng 2 là bằng âm 10 cũng được. Thì khi lấy giá trị tuyệt đối của x cộng 2 nó ra 10 hết. Giá trị tuyệt đối 10 bằng 10 mà giá trị tuyệt đối của âm 10 cũng bằng 10. Từ đây suy ra x bằng 8 nè. Còn từ đây suy ra là x bằng âm 12 các em nhé. Hai giá trị. Âm 12 với lại 8. Nhìn lại lần nữa coi. Âm 12 cộng 2 là bằng âm 10. Giá trị đối âm 10 bằng 10. 8 cộng 2 thì bằng 10. Giá trị đối của 10 chắc chắn bằng 10 rồi. Con khỉ. Có 20 điểm cùng nằm trên một đường thẳng thì sẽ có 20 cặp tia đối nhau. Các em trở lại nít số 1 xem thầy phân tích như thế nào mà ra 20 nha. Đề gặp rồi thầy không có làm lại nữa. Con mèo đi ý tướng kỳ cục không? Hả? Kỳ cục quá. Cho 3 số nguyên liên tiếp có tổng bằng 0 thì đó chính là âm 1,
âm 1 nè, 0 với lại 1 nè, cộng lại thì bằng 0, đúng không? Đây ba số nguyên tiếp nhau nè. Trừ 1 rồi tới 0 rồi tới 1. Và chỉ có ba số này là ba số nguyên liên tiếp có tổng bằng 0 thôi, hết rồi. Số nhỏ nhất trong ba số đó thì dĩ nhiên là số âm rồi. Con heo. Ồ, bài này. Bài này ở trong khóa học V62 thầy có hướng dẫn cái cách giải bằng phương pháp tính giá trị hàng loạt ha. Còn bây giờ thì hơi mệt cho các em á. Hơi mệt á. Số nguyên ít thỏa mãn điều này. Bây giờ thầy đang băn khoăn giải bằng cái đòn tự luận thì giải như thế nào đây nè. Hai số nhân nhau là âm. Rồi, thì như sau, cũng đơn giản thôi. Bây giờ các em cứ nhớ nguyên tắc cho thầy. A trừ B mà bằng 0 thì suy ra là A nó bằng B nha. A trừ B mà tạo thành kết quả lớn hơn 0 thì A sẽ lớn hơn B. Và cuối cùng là A trừ B mà bé hơn 0 thì A sẽ bé hơn B. Nhớ cái luật này làm việc nó mới dễ. Bây giờ ta có x cộng 2 nhân x cộng 4 là âm. Hai số nhân nhau âm thì một số dương một số âm. Thầy xét trường hợp 1 là x cộng 2 dương và x cộng 4 âm. Một bên dương bên âm nhân lại mới ra âm được, mới nhỏ hơn không được. Đổi đề. Thay đổi đề. X cộng 2 thay đổi thành x trừ cho âm 2. Được không? Được đúng không? X cộng 4 thay đổi thành x trừ cho âm 4. Đó. Trừ cho âm 2 tức là cộng 2 đó. Còn trừ cho âm 4 tức là cộng 4. Rồi giờ các em dùng cái luật trên này nè. Giờ các em thấy là hai số này trừ nhau ra dương. A trừ B mà ra dương nè. Nhìn đi. A trừ B lớn hơn 0 thì A phải lớn hơn B không? Vậy đây A là x nè. Còn B là âm 2. A trừ B lớn hơn 0. Vậy các em suy ra là x sẽ lớn hơn âm 2. Bên này là x trừ cho âm 4 nhỏ hơn 0. Tức là gì? X là A. Còn trừ 4 là B. A trừ B nhỏ hơn 0 thì A sẽ phải nhỏ hơn B. Ở đây A là x cùng B là trừ 4 ha. Vậy đây x sẽ nhỏ hơn âm 4. Bây giờ các em coi nè. X lớn hơn trừ 2 tức là bằng nhiêu? Là bằng âm 1 này, bằng 0 này, 1, 2, 3 này. Thì lúc đó làm sao mà nó nhỏ hơn âm 4 được nữa? Hoặc là x nhỏ hơn âm 4 thì tức là âm 5, âm 6, âm 7 thì làm sao mà lớn hơn âm 2 được nữa? Cái này vô lý rồi. Cái này quá vô lý luôn. Đã lớn hơn âm 2 rồi thì không thể và nhỏ hơn âm 4 được nữa. Bây giờ các em có thể tìm được cái số x nào vừa là đàn ông và số x đó vừa phải sinh con không? Không bao giờ có, đúng không các em? Đã là đàn ông rồi thì làm sao sinh con được? Và ngược lại, đã sinh con được thì làm sao đó là đàn ông được, đúng không? Ở đây người ta đang đòi cái chuyện giống vậy, vô lý quá. Thôi tao xét qua trường hợp thứ hai. Trường hợp 2 là x cộng 2 có thể là âm. Thì lúc đó x cộng 4 phải là dương. Thì âm nhân dương, cái số âm nhân dương nó mới ra âm, đúng không? Bây giờ các em làm y như trên, các em cũng đổi đề. Ha. Đổi đề. X cộng 2 sẽ thành là x trừ cho âm 2 và nhỏ hơn 0. X cộng 4 là x trừ cho âm 4 là lớn hơn 0. Thì trên này thì có cái luật này rất quan trọng ha. A trừ B mà lớn hơn 0 thì A sẽ lớn hơn B.
Ví dụ ở đây, rồi ta sẽ có là x nhỏ hơn âm 2, đồng thời là và x sẽ lớn hơn âm 4, lớn âm 4. Giờ có số nào vừa nhỏ hơn trừ 2 mà vừa lớn hơn trừ 4 không? Bây giờ thì có cái trừ 4 này, x lớn hơn trừ 4 thì là trừ 4 nhỏ x đó, và x là phải nhỏ hơn trừ 2 nữa. Giờ có một số nguyên lớn hơn trừ 4 và nhỏ hơn 2, đó chính là số trừ 3 các em nhé. Nó đây, còn con nữa, cái này thì mình sẽ làm như sau: x cộng 1 tất cả mũ 3 bằng âm 343. Thì các em coi thử là cái gì mũ 3 lên thì bằng âm 343 à. Cái gì mũ 3 bằng âm 343 thì dĩ nhiên cái dấu hỏi này phải là số âm rồi. Số âm mũ 3 lên nó mới ra âm được, chứ số dương mũ 3 lên sao ra âm được. Rồi cái ngồi cái mò thôi à, mò này, cái mò nha, mở ngoặc âm 1 mũ 3 thì còn lâu mới bằng âm 343 ha. Vậy thì mò số 5 thử coi, mở ngoặc âm 5 đóng ngoặc mũ 3, ô còn lâu thì âm 7 đi, mở ngoặc âm 7 mũ 3 âm 33 dính nữa, đây là âm 3, dưới này cũng là âm 3 luôn. Như vậy các em què, hai bên què này, cái này mũ 3 bằng cái kia mũ 3 thì cái này phải bằng cái kia, tức là x cộng 1 sẽ bằng âm 3. Vậy các em nhé, x cộng 1 bằng âm 3 thì x mấy trời, x bằng âm 3 trừ cho 1, tức là bằng âm 3 cộng cho đối của 1, đó là cộng cho âm 1 và sẽ bằng âm 4 ha. X sẽ bằng âm 4 đi. Hình như sai, nhìn vô cảm giác thấy sai rồi. Hồi nãy mình đâu có ấn ra 3, đâu phải âm 3 đâu, âm mấy? Âm 7 á. Nãy giờ mình liệu rồi, 3 mũ 3 làm sao mà 3 mũ 3 được 7. Xin lỗi các em nha, đây là số 7. Trong đầu thì nghĩ số 7 mà sao thầy gõ với nói chỉ là số 3 ta. Chắc là buồn ngủ quá mà. Âm 7 nha. Âm 7 cộng cho âm 1 thì sẽ thành âm 8. Âm 8 mới đúng. Âm 8 các em nhé. Tí nữa là mình tự giết mình rồi. Tiếp tục. Nhớ, sắp tới thi vùng trường rồi, các em nên đăng ký cái khóa học V62 để lấy các cái kiến thức để trụ cho tốt vòng trường ha. Và có những kiến thức để thi vòng huyện nữa đó các em. Đừng có để rớt vòng trường nghe, rớt vòng trường là vui, mình buồn lắm, không còn cái sân chơi nào để mình rèn luyện nữa. Những bạn mà thi Winbit ở trên toàn quốc bây giờ với các em nè, thì tương lai những bạn đó sẽ cùng thi đại học sau này với chúng ta đó. Vậy các em tập đối đầu với thử thách từ nhỏ đi, sớm muộn gì chúng ta cũng gặp nhau ở kỳ thi đại học và kỳ thi chọn nghề nghiệp cuối cùng của mình đó các em. Bây giờ mình thua rồi mình để các bạn bỏ xa mình thì cứ thế là mình tụt hậu luôn đó nha. Tập đương đầu với thử thách đi mà cũng vui vui chứ, đối đầu với khó khăn thì cũng thích chứ. Hồi xưa thầy đi học thầy cũng thích vậy lắm. Câu hỏi số 3, 5 mũ 8 này bấm máy được kìa, trời bấm máy đỡ mệt, hơi đâu mà ngồi tính. 5 mũ 8 bằng 390625. Đây, câu hỏi số 9, cái này bấm luôn, bấm nha, trừ 2
mũ 4 trừ 2 mũ 6. Không khuyến khích nha, em cứ ấn miết cái ngu người á. À, cái lũy thừa mà có cơ số âm rồi, những cái dạng toán tính như thế này nè, nó cũng chứa những cái sai lầm rất nghiêm trọng mà ở trong khóa học V62 thầy đã vạch ra rất là kỹ. Cái này bằng âm 80 nha, âm 80 nè. Câu hỏi 4. Số phần tử của tập hợp này thì đếm thấy luôn nè. Em nào biết đếm là đếm được thôi. Câu hỏi số 5. Ước chung lớn nhất của hai số này thì sẽ bằng 1. Số 13 là số nguyên tố rồi thì nó chỉ chết cho 13 với 1 thôi, mà 29 đâu chết cho 13, như vậy ước chung là 1. Cái này sẽ bằng âm 200. Câu hỏi số 7. Trời, toàn câu dễ không à. Các em nhớ trang web của thầy nha. Bùi Nguyên Luận .wordpress.com. Và nhiều em là không có đọc kỹ hướng dẫn nè, là cứ làm bậy làm bạ không à. Tức là nộp học phí, nộp học phí xong rồi là một chuyện nha các em nha. Nhưng mà nộp học phí đó là bước 1 thôi, và sau đó các em phải gửi thông tin của các em đến cái hộp mail của thầy nè, thì thầy mới biết các em là ai và đã nộp học phí hay chưa. Thì các em lưu cái pin và series lại, các em chuyển vô đây luôn. Còn cái này là thầy đâu có biết đâu, cái này là cái bộ phận họ thu phí là họ làm việc riêng, còn thầy chỉ làm cái việc là dạy học như đây nè nha. Này sẽ bằng âm 32. Câu hỏi số 2. Bộ chung nhỏ nhất của 5 và 13 thì đó chính là 65. Câu hỏi số 8. Ồ, phân số à. À, sắp tới sẽ có phân số nhiều đó các em. 13 cộng 85 cộng tử dư mẫu mà là bằng 98. 98 phần 14, tức là 98 chia 14 là bằng 7. Câu hỏi số 1. Bộ chung nhỏ nhất của 2 với 6 là 6, chứ làm sao là 10 được. Rồi, hẹn gặp lại các em ở vòng thi cấp trường vòng 10 ha. Có một số trường là thi vòng 11, 12, thậm chí là có một số trường thi 14, 15 nữa. Vòng 10, 11, 12 và 13, 14 là 5 vòng đó là người ta dành cho thi vùng trường đó các em. 5 vòng đó là đều có thể thi vùng trường ha, tùy trường. Thôi tạm biệt các em, hẹn gặp lại.